lại khu trưng bày. Quá rộng rãi, không biết là ghi bao nhiêu phim cho một khu trưng bày như thế này. Đúng là đẳng cấp. Bây giờ tôi sẽ đi vào theo hướng đi. Vì trời mưa, ban tổ chức đã kê những tấm phên như thế này để cho chúng ta bước chân lên, đi trên những tấm gỗ. Có lẽ tôi đừng có điện thoại. Cái này gọi nhưng tôi không nghe được lúc nào. Có lẽ tôi phải đi quay theo kiểu phóng sự nhanh. Giờ khai mạc cũng cận kề, nhưng đứng trước những tác phẩm đẹp như thế này thì không thể là không dừng lại. Quá lộng lẫy. Đây là trưng bày ở Hải Phòng mà tôi đã quay nó một lần. Các đoàn khách đường đổ về. Trong khi đó thì tôi đang ngắm những tác phẩm đẹp. Có lại tác phẩm nữa ngay bên cạnh rất đẹp như thế này. Tôi vừa đi vừa nhìn tấm gỗ, cũng là tác phẩm trên lúa, nhưng thực ra thân nó lúa. Quá đẹp, chắc là của đồng tác giả. Cái tác phẩm này như một bức tranh. Xong xịu. Nhưng lại trông như hai chị em qua tiền tạng. Đúng là một vũ điệu. Dừng lại để chụp một bức ảnh. Nhìn quá đẹp.
rất tiêu chuẩn. Đúng là đưa anh em. Đúng là sản phẩm song sinh. Hay tháp đôi. Đôi bạn, rất giản luôn. Rất là này. Rất chú đáo của ban tổ chức vì sợ lầy luôn, chống lầy. Ban tổ chức rất cố gắng trong đợt này. Đấy, tôi cũng đã quay được tương đối dài một dãy từ ngoài kia vào, từ ngoài đường vào, và có lẽ tôi phải kết thúc video tại đây. Hội tụ có nghĩa là tên là và ở đâu đây này con, mày là mày giới thiệu hội nhé, bác là ở tên Vườn Toàn Thành. Oh, rồi đúng rồi, cái đó là chào các anh nhá. Vâng, các anh nhá, đương ở khách mời hay là người? Tôi là khách mời. À, khách mời. Chủ cây này. À, anh cũng có tác phẩm đấy ạ. Đây, cây này. Dạ vâng ạ. Tác phẩm của anh tên là gì nhỉ? Tôi tên là cây sai lớn rồi. À, không đặt tên ạ. Vâng, chỉ là một trong các tác phẩm cũng trưng bày thôi. Có vẻ rất yêu cây. Vâng. Bởi vì đã làm những chiếc... Cây là do tự tay mình làm. Vâng, cây tự làm á? Vâng. Tưởng là những cây này đa số là mua của... Tôi mua phôi miền Nam hay là vườn của tôi ở đây là Dĩ An, Bình Dương. Tức là anh ở Bình Dương. Bình Dương có nghĩa là ở đâu nhỉ? Tỉnh Bình Dương, thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương là ở trong miền Nam à? Trong miền Nam. À đúng rồi, thế thì những cây này thì đúng là xứng đáng rồi. Đấy. Bởi vì là đấy là đấy vườn của tôi. Hoàng mai. À, những cây này tôi mua gốc của nó từ Nam Định, tôi mang vào. À thế ạ. Và từ những năm 20 năm trước, 1996-97. Vâng. Vâng, anh là người Bắc rồi nhỉ? Tôi sinh ở Hà Nội. Sinh ở Hà Nội nhưng vào sinh sống ở Bình Dương. Vâng, thế nghĩa là nhà mình có nhà vườn ở Bình Dương. Vâng, có vườn. Vâng. Đấy, vườn đặt tên vườn là Hoàng Mai. Vâng, Hoàng Mai, Bình Dương. Những cây này là cây anh mang được mấy tác phẩm đến ạ? Tôi mang được 3 tác phẩm, 2 cây mai chú thủy. À thế ạ. Vâng vâng. Đây một cây phục đằng kia, một cây nữa. À, quay lốt đi cây mai chú thủy của anh. Đấy. Xem thế nào. Đấy. Biết đâu lại có ngày vào trong miền Nam mà lại... Nếu anh biết. Có điều kiện vào thì... Vâng. Tôi thì chơi Tùng Á Hán là chính. Sang năm thì chắc là phải vào rồi. Vâng. Bởi vì có triển lãm ở trong ấy thì... triển lãm hàng năm thì... Cái... Châu Á, Thái Bình Dương. À, đúng rồi, mà có nghe nói. Thì là anh sẽ vào. Vâng. Bởi vì tôi chính là Vinh Nguyễn, một trong các kênh tương đối là trên YouTube. À thế ạ. Vâng. Vâng ạ. Anh cứ đánh Vinh Nguyễn cây cảnh. Vinh Nguyễn cây cảnh thì nó sẽ ra. Vâng. Vâng, một trong kênh mạnh của chương trình cây cảnh. À vâng, vâng. Tôi lại tiếp tục. Cái này là cũng phải đấy, từ năm bắt đầu sửa nó từ 90.000 subscribe chú. Của mình 32.000. 32.000. Vâng, đương là kênh mày anh ạ. Tôi đứng thứ hai đấy. Và riêng cái mảng bonsai này.
bonsai nếu mà thế thì nếu mà có điều kiện vào thành phố Hồ Chí Minh thì mời anh vào cùng của tôi. Vâng ạ. Vâng. Đây chỉ là một trong số mấy trăm cây mà tôi trên mang ra. Vâng. Rất phấn khởi và các anh cổ vũ cho tinh thần cây cảnh của Việt Nam ngày càng phát triển. Trong miền Nam anh em biết nhiều, anh vâng. Cũng một số biết. Vâng, miền Nam người ta cũng theo dõi đấy ạ. Và anh của em thì nhiều người theo dõi. Vinh Nguyễn hả? Vinh Nguyễn ạ, cây cảnh. Cứ anh nhiều gọi Vinh Nguyễn cây cảnh cái là ra. Trong máy có rất nhiều tác phẩm. Còn nếu không được các anh thì sẽ bị xem thụ động. Tức là không biết tên ai, nhưng mà người đẹp nào cao thế nhỉ? Chân dài. Cũng ở trong Bình Dương anh? Dạ không ạ, em Hà Nội. Hà Nội, ừ. Điều chuẩn ghê. Mình đã cao nhưng mà bạn lại còn cao hơn. Được đi quay từng cây một tranh. Vâng ạ, nhưng mà trong cái triển lãm như thế này thì lên mạng. Vâng ạ. Tôi hay xem mạng của anh lắm. Vâng vâng, cảm ơn anh nhá. Anh ở về đâu ạ? Tôi bên trên Thái Nguyên. À, thế à? Vâng. Bác ở Thái Nguyên à? Vâng. Thế bác nhà vườn nào nhỉ? Ở Thái Nguyên nhỉ? Nhà vườn thì nó cũng bình thường thôi chứ. Vâng. Nhà vườn lớn thì không phải nhà vườn lớn. Vâng vâng. Tôi thành phố. Có chủ tịch xin về cảnh thành phố. À, thế thì đã gặp bác một lần rồi. Vì là em cũng đã quay ở triển lãm Thái Nguyên một lần. Vâng. Bác phó chủ tịch. Vâng. À, thế tỉnh nhà có mang được nhiều cây xuống không? Không, lần này không mang anh ạ. Không mang. Chỉ vâng. Xuống tham dự thôi. Vâng, Bắc Giang có biết đều mang vâng. Cả. Thế các bác chỉ xuống dự. Hồi dự cũng được rồi. Xa quá. Ta à, mang đi đến đâu rồi? Vâng. Của bác Tào Huỳnh ở giữa. Phải nói là rất phải ca ngợi ban tổ chức ở đây. Tạo một sân chơi đẹp như thế này, phân khu rất rõ ràng. Trong những ngày mưa gió như thế này, cảnh khác đài truyền hình. Rất may cho hôm nay ngày khai mạc thì thời tiết lại đẹp. Thế nhưng ngày hôm qua thì buổi sáng này hương là những cơn mưa rầm. Kết thúc của vòng quay này.
các bạn đã theo dõi video.